Hôm nay sẽ là hành trình đi bộ vú cho con chó nhà mình. Bình thường nó rất là thích đi xe máy nha, nhưng mà sau cái chuyến này mình nghĩ rằng không bao giờ nó lên xe máy lần nữa đâu. Cuối cùng cũng tới nơi, khúc này là nó còn chưa biết mình đang làm gì đây, nó còn hoang mang các thứ. Để mình cho các bạn coi cái cục của nó nha. Nó tròn như là cái quả bóng vậy. Mình đi cái tiệm thú y ở trên đường Phan Văn Hớn, Hóc Môn thì là tư nhân á, cho nên cái giá nó rất là chát. Trước khi vào phòng mổ thì người ta sẽ lấy máu để xét nghiệm coi gan thận của cái con này nó có hoạt động ổn hay không. Thì rất là may đàn chó của mình nó còn bình thường, nó rất là khỏe mạnh. Khúc này là chưa có biết bị mổ nha các bạn, cho nên thấy nó tươi, nó vui ghê chưa. Và anh trai đã lấy máu xong rồi, cái khúc đó nó quậy dữ quá nên mình không có quay được. Mọi người đừng có nhìn cái mặt ngây thơ giả chân của nó. Hồi nãy nó cắn mình xong rồi sau đó nó lại liếm liếm thì nó xin lỗi. Sau khi mổ xong á thì mình chở nó về thẳng nhà luôn. Thì lúc đầu mình tưởng là nó không có đau, ai ngờ lúc hết thuốc tê thì nó bắt đầu nó đau, nó hí. Ai mà nuôi chó rồi cưng nó như con thì mới biết là khi nó hí một cái là nó kêu, nó ẳn lên một cái là mình cũng thấy xót ruột. Lúc mà mình chở nó lên đây lần thứ hai á là mình không có nghĩ rằng nó nhớ đường đâu, tại vì mới đi có lần đầu tiên, lần này là lần thứ hai mà ai ngờ nó nhớ đường thiệt. Trời ơi, vừa chở mà nó vừa hí, mọi người xung quanh á, xe thì đông, người ta nhìn mình quá trời luôn. Không biết mấy con chó khác thì sao chứ cái con này nó thích được kẹp cổ giống như vậy lắm luôn ấy. Mình có mua luôn cái chụp đầu cho nó, các bạn nhìn nha, mỗi lần mà đeo vô cái là y như bị điểm huyệt, nó đứng im giống như vậy nè, rồi nó đi lùi, rồi sau đó là nó ngồi, và nó ngồi im giống như vậy luôn nha. Cái nó chán rồi bắt đầu cái nó đi vài bước, nó đi được vài bước bắt đầu nó đứng im tiếp. Trời ơi, nó đứng im mà nó lắc cái đuôi khí thế ghê ấy. Sau mấy tiếng lèo hoay thì nó cũng đã kiếm được cái cách để mở cái này ra. Nó tưởng không ai để ý nó đó, bắt đầu nó mè, nó nhắm cái chân của dì mình, rồi nó sẽ tán cái đầu nó vào để cho cái dòng cổ bay ra. Đó, các bạn thấy nó điêu luyện ghê chưa, trời ơi.